Nam vẫn mua Buk M3 để phối hợp cùng SPYDER-MR. Quý vị và các bạn thân mến, Buk M3 kết hợp với SPYDER-MR sẽ tạo thành lưới lửa phòng không tầm trung cực kỳ lợi hại của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Việc Quân đội Nhân dân Việt Nam đặt mua hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn tối tân SPYDER-SR được xác nhận và sắp tới có thể là cả phiên bản tầm trung SPYDER-MR đã cho thấy quyết tâm tiến thẳng lên hiện đại của quân chủng phòng không không quân vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Có thể dự đoán vai trò của những tổ hợp này, Spider trên là để thay thế cho 9K35 Stella-10, SA-13 Gopher, cũng như S-75 Dvina, SA-2 Gudelai đã lạc hậu, không còn đáp ứng tốt yêu cầu của tác chiến hiện đại và phối hợp với S-300 để tạo nên lưới lửa phòng không nhiều tầng nhiều lớp. Tuy nhiên, khi SPYDER-SR tỏ ra hoàn toàn vượt trội Stella-10 ở mọi chỉ số thì phiên bản SPYDER-MR vẫn gây băn khoăn rằng liệu nó có lấp đầy được khoảng trống mà SA-2 để lại khi chỉ có tầm bắn 35 km tương đương với Pechora-2TM. Mặc dù có ý kiến cho rằng điều đó không quá quan trọng vì vẫn còn tên lửa 48N6E-E2 của S-300 phụ trách tiêu diệt những mục tiêu nằm ngoài tầm với của SPYDER-MR, nhưng sử dụng đạn tên lửa tầm 150 đến 200 km để tiêu diệt mục tiêu tầm trung là một sự lãng phí quá lớn. Gần đây xuất hiện thông tin cho biết Việt Nam đang tiến hành đàm phán với Nga để mua 4 hệ thống S-400 dẫn tới nhận định rằng không cần thiết phải mua thêm các tổ hợp phòng không tầm bắn 50 đến 70 km riêng biệt do S-400 phóng được cả đạn 9M96E lẫn 9M96E2 sẽ khắc phục hết lỗ hổng về cự ly. Đáng tiếc rằng, Nga vẫn chưa có ý định bán kèm tên lửa 9M96 theo S-400 cho khách hàng nước ngoài nhằm bảo vệ thị phần của S-350E. Cho nên, Việt Nam vẫn rất cần một hệ thống phòng không tầm trung xa như Buk do đơn giá của VTAS là tương đối đắt đỏ. Việt Nam có thể lựa chọn một phiên bản Buk M2 hoặc tiến thẳng lên biến thể mới nhất Buk M3. Nhưng do chủ trương ưu tiên hiện đại hóa cùng với việc sắp tới Nga sẽ chỉ còn sản xuất loại M3, cho nên đây chính là ứng viên sáng giá nhất. Chuyên gia Mikhail Khodorinov của tập đoàn Almaz-Antey cũng cho rằng Buk M3 sẽ có nhu cầu cao trên thị trường vũ khí thế giới. Buk M3 với tầm bắn 70 km sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho mạng lưới phòng không của Việt Nam, kết hợp với SPYDER-SR, S-300PMU-1, 2 và S-400. Chúng ta sẽ triển khai đánh địch được ở cả tầm ngắn, trung xa, xa và rất xa, đảm bảo không để lọt bất cứ một đối tượng nào có ý định xâm phạm bầu trời Tổ quốc. Ngoài ra, Buk M3 với phương thức phóng nghiêng còn có ưu điểm đánh chặn các mục tiêu bay thấp với góc ngắm nhỏ tốt hơn SPYDER-MR, vốn được tối ưu hóa cho việc tiêu diệt các mục tiêu trên đỉnh đầu. Đây sẽ là cặp bài trùng rất lợi hại khi phối hợp tác chiến cùng nhau. Tổ hợp này sẽ bổ trợ khắc phục đầy đủ hạn chế của tổ hợp kia. Bên cạnh đó, nếu Việt Nam lựa chọn Buk M3 còn tạo thuận lợi cho công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật do tổ hợp này sử dụng đạn tên lửa 9M317ME, loại cũng dùng cho hệ thống phòng không hạm tàu Steel-1, ứng viên sáng giá để trang bị trên các chiến hạm cỡ lớn tương lai của Hải quân Việt Nam. Tóm lại, một hệ thống phòng không tầm trung xa như Buk M3 vẫn là cực kỳ cần thiết, vì vậy rất có thể sắp tới, sau thông tin Việt Nam đang đàm phán mua 4 hệ thống S-400, sẽ là Việt Nam muốn mua Buk M3 để phối hợp tác chiến cùng SPYDER-MR. Các bạn vừa theo dõi video Việt Nam vẫn mua Buk M3 để phối hợp cùng SPYDER-MR. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!